Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ nhé. Clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà downgrade cái firmware của cái camera Xiaomi Magic Mount này. Hiện tại thì cái firmware mới của nó đang có một cái lỗi, nhiều cái lỗi bug. Một là cái xem nó không ổn định, lúc vào được lúc không. Hai nữa là cái phần lưu trữ video trong thẻ này nó cũng gặp phải vấn đề này, nó không lưu này. Đây để mình test thử cho các bạn xem nhé. Đây, cái đấy là cái bếp của mình này. Đôi lúc nó truy cập vào không được. Đấy. Cái này là mình vừa rút ra mình khởi động lại thì nó mới truy cập vào được lại. Không, nếu mà để lâu là nó kết nối vào không kết nối được luôn. Và cái phần quay lại của nó này. Đấy, quay lại của nó cũng có vấn đề đấy. Đây mình lấy ví dụ như là xem tất cả này. Đấy, các bạn thấy là cái những chỗ nào mà nó màu vàng là nó lưu, còn những trắng là nó không lưu. Có nghĩa là nó đang bị lỗi này. Rất nhiều chỗ nó rất nhiều cái khoảng thời gian nó không lưu. Đấy, từ khi mà mình update lên cái firmware mới nhất của nó là nó bị cái hiện tượng này. Không vào xem được luôn. Nhiều lúc phải kết nối vài lần thì mới kết nối nó vào để xem được. Và cái phần lưu trữ lại video thì nó cũng có phải vấn đề như này. Đây là cái phiên bản mới nhất, nó gặp cái hiện tượng này. Đây, mình cho các bạn xem cái firmware mới nhất của nó. Đây, firmware mới nhất của nó là 4.0.9. Đấy, firmware mới nhất này. Nó bị bug. Đấy, mình lấy ví dụ như những cái cam khác nha. Ví dụ cái sân trước nhà mình này. Cũng chạy cái này luôn. Vào được nhưng mà một phần xem lại này. Đấy, nó bị lỗi này. Nó không có cái gì cả. Nó như không xem được lại luôn này. Nó không lưu trữ cái gì cả luôn này. Đấy. Con này cũng firmware mới như thế luôn. Đấy, con này lại còn lỗi không vào được xem phần firmware nữa cơ. Lấy bộ nhớ là bình thường. Đấy, không xem được firmware này. Đấy thì là cái lỗi của cái firmware mới ấy. Bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để downgrade nó về cái firmware cũ hơn nhé, để nó chạy ổn định hơn. Đấy, để downgrade thì các bạn cần một cái thẻ micro USB, micro SD. Đây, cái thẻ lấy sẵn luôn cái thẻ này, cái thẻ mà đang lưu trữ video trong này. Đây, lấy cái thẻ này để cài, hoặc các bạn có thể dùng một cái thẻ khác. Nếu mà trong cái thẻ này đang có cái dữ liệu ghi hình các bạn cần giữ thì dùng cái thẻ khác nhé. Ở đây mình dùng luôn cái thẻ này. Đấy, và một cái đầu đọc thẻ micro SD cắm vào máy tính. Cái này mình sẽ cắm vào máy tính. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm vào máy tính để mình download cái firmware cũ vào cái thẻ này và để update vào cái camera này. Các bạn cắm thẻ nhớ vào máy tính nhé, sau đó phải format cái thẻ nhớ này ở dạng FAT32. Đây mình sẽ sử dụng cái phần mềm format là cái Minitool Partition. Cái phần mềm này nó format chuẩn hơn là của Windows 10. Windows 10 format FAT32 nên đôi khi nó bị lỗi. Nên mình dùng ở đây, cái thẻ nhớ của mình đây. 32GB nó chỉ nhận 29.1GB thôi. Mình sẽ tạo một cái partition, vừa nãy mình xóa đi rồi, và chọn FAT32. Đây, 32GB mình label cho nó. Ok. Apply. Đây là một cái phần mềm quản lý đích của cái bên thứ ba, rất là tiện. Đấy, như vậy là mình đã format xong rồi.
32 nhá. Sau đó mình sẽ phải copy cái firmware cũ vào cái thẻ nhớ này. Đây cái firmware cũ mình đào sẵn ở đây rồi. Mình sẽ copy vào đây. Bạn nào cần cái firmware này thì cứ comment dưới video này nhá. Mình sẽ gửi link cho các bạn. Đây bộ E này. Đấy và mình paste cái firmware này vào. Đây cái firmware này rất nhẹ thôi, không nặng lắm. 11 MB thôi. Phải chấm pin nhé. Đấy, sau khi mà copy cái firmware này vào cái thẻ nhớ thì mình sử dụng thẻ nhớ và cắm lại cái camera để tiến hành downgrade firmware. Sau khi mình đã copy firmware vào cái thẻ nhớ này thì mình sẽ nhét thẻ nhớ vào cái camera này. Vậy chúng ta phải rút nguồn ra nhé, rút nguồn điện ra. Sau đó mình cần một cái tăm hoặc một cái que chọc sim ấy. Mình ấn vào giữ vào cái nút reset này, cái lỗ này, lỗ reset này. Ấn vào giữ nhá, sau đó cấp nguồn cho thiết bị. Khi nào cái đèn nó chuyển sang đèn màu trắng này thì chúng ta có thể bỏ ra và đợi thôi. Đợi mất khoảng 1-2 phút để nó up lại cái firmware vào cái camera này. Khi nào cái đèn này chuyển sang màu xanh thì là thành công. Sau đó chuyển sang màu xanh thì là nó sẽ thành công, còn nếu không thì nó sẽ lỗi. Nếu không đèn không chuyển sang màu xanh thì nó sẽ lỗi. Đấy, như vậy là nó chuyển sang màu xanh rồi. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện thêm thiết bị vào cái phần mềm Behome này. Đấy, vào cái bếp này. Các bạn thấy là nó đã hỏi mình là có cập nhật lên cái firmware mới nữa không? Như vậy là nó downgrade thành công rồi. Ở đây mình sẽ hủy vào nhé. Các bạn thấy là nó kết nối luôn này. Nó kết nối luôn này. Bây giờ mình sẽ vào mình xem cái phiên bản firmware này. Đấy, các bạn thấy là phiên bản firmware của nó đang là 4.0.5 và phiên bản mới nhất là 4.0.9. Đấy, như vậy là mình đã downgrade thành công cái firmware cho cái camera Xiaomi Max Mount nhé. Bây giờ mình có thể vào cái chỉnh xem lại. Tất nhiên là cái thẻ này của mình nó sẽ reset lại từ đầu rồi. Nó sẽ không có dữ liệu ghi, mình đã format nó rồi. Thì chắc chắn là cái firmware này nó sẽ ổn định hơn cái firmware mới nhất.
mình truy cập vào xem ra nó cũng nhanh hơn này. Tại vì cái firmware này nó ổn định mà. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để downgrade cái firmware cũ hơn cho cái camera Xiaomi Magic Mount. Với cái firmware cũ này thì nó hoạt động rất là ổn định, nó ít bị lỗi hơn là cái firmware mới. Firmware mới thì chắc là có một vài vấn đề gì đấy, nó hoạt động nó không được tốt lắm. Hy vọng là một vài hôm nữa nó sẽ có một cái firmware khác để sửa các cái lỗi đấy. Video của mình kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn thành công.